Cá nhân đến hiện tại A Báo đang có mặt ở ở đâu nhỉ? Hải Phòng à? Ở đâu Hải Phòng là không lòng vòng, ở công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và phát triển Farm Gia Lan. Ui rồi, dài dòng quá. Bây giờ hiện tại đang ở Hải Phòng cả nhà ơi. Và hôm nay A Báo có chương trình đặc biệt là có Sơn Hải là một người bạn của A Báo là đang có mặt ở đây và đang cùng các anh em là đang đón tiếp A Báo ở trong một không gian, một giếng trời của một đại gia đình, có một không gian rất là đẹp. Ở đây là có những khung cảnh là nào là bể cá, nào là sơn thủy hữu tình này. Đây gọi là một không gian rất đẹp này. Mình đứng vào như kiểu như là tranh tranh vẽ này. Đẹp ở mà ở Hải Phòng mà có một không gian như thế này thì thực sự là rất là vui mà. Được một số anh em là yêu mến đón tiếp A Páo và bây giờ là A Páo đi vào đại gia đình đây. Ô, đây đây có chị đón tiếp. Em chào chị. Rồi, em chào chị. Rồi, À, chị là bạn Sơn Hải à? Có phải với đường này không? chị Chị đường nào phải đường Sơn à, không không phải Sơn Hải là sai hơn. Hải. đây đây các anh chị đang ngồi đây vào. Rồi, em chào cả nhà, chào Sơn Hải. Rồi, chỉ biết bạn của em là Sơn Hải thôi. Rồi em chào các anh. Rồi, đây 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 là tất cả các anh của A Páo đang ngồi giao lưu với nhau. Đây mọi người đang uống uống bia đây. Rồi. Có cả mực nữa. Tôi đã gặp là phải bắt hạt đây này. Rồi. Bắt tay các anh. Rồi, em chào anh. Em chào anh. Rồi. Chào A Páo. Em chào. Hát một bài xong mới về chứ hả? Lâu vậy. Hát một bài mới về thì sao lại hát một bài, hát nhiều bài chứ. Nhiều bài mới về. Một chiều bên dòng sông Lam, anh gọi em cô gái lai đò. Chuyến đò chiều đưa anh sang sông, anh thầm thương cô gái lai đò. Ngày ngày anh sang thăm em, nhà em bên lữ anh ở bên bồi. Câu đời câu chờ đôi ta thương nhau, trên dòng sông in bóng trăng thề. Một câu vì anh trao, nửa câu vì em thương. Củ sắn củ khoai môi chát mặn, thương anh rồi nhớ đời nghe em. Cứ chiều về cánh có lối bên sông. Đoạn này là mình tính tiếp. Rồi bây giờ mình vào mâm như bây giờ lại hát hò thế này à? Rồi. Ok, nó xưa này tròn 16. Cô lai đo xưa này mới tròn 16. Đúng rồi, tròn. Rồi, cả nhà ơi, bây giờ ngồi đang từ từ đây. Chưa gì đã xuống tấn như thế này. Rồi, bây giờ cả nhà cùng A Páo sẽ trải nghiệm ẩm thực của Hải, quê hương Hải Phòng anh. Hải Phòng là không lòng vòng. Đây. Đây là hình như là món gì, là món con gì nhỉ? Hàu. Con hàu, cả nhà sẽ được trải nghiệm món hàu và món mực. Đấy, và phía bên này là con mực đây, con mực đã xé đây. Và bây giờ là một nắng hay hai nắng không biết. Rồi, đây là món giò, đây. Rất là ngon rồi, bây giờ là hình như là ẩm thực là quá ngon. Mà ngồi ở giữa khung cảnh mà. Ở trên là ông Trăng đang, đúng rồi, Trăng treo luôn. Trăng treo ở trên trời luôn. Đây mà cả nhà xem Trăng có treo thật không? Đấy, cán bộ quay lên xem có phải Trăng không? Hay là bóng điện đấy? Đấy, rồi. Trước khi là A Páo thổi sáo tặng cả nhà thì mình cũng đồng khởi nâng lên một nửa ly. Mà hôm nay là A Páo uống nước của Coca-Cola thôi. Đây Coca-Cola. Em xin phép là em lên. Rồi, sâm. Rồi, chúc sức khỏe cả nhà. Chúc cả nhà một năm mới mạnh khỏe, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài, phát lộc. Rồi. 1, 2, 3, vô. 2, 3, vô. 2, 3, uống. Mình uống Coca-Cola thoải mái đi. Không sợ say. Rồi, cả nhà uống Coca-Cola thì các anh cứ uống hết. Đấy. Rồi cả nhà bây giờ là đấy, bây giờ là A Páo xin phép tặng cả nhà bản sáo đấy. Trước khi màn chào hỏi bắt đầu xong rồi, bây giờ thân bài đoạn sau là kết bài. Đấy, chia là chiếc sáo mà đã theo chân A Páo hơn 10 năm đấy. Nhưng mà đại diện hôm nay là đại gia đình của anh Thế Anh là Thánh Ê.
Hôm nay là do A Páo theo chân của Sơn Hải về để dò địa hình rồi. Cứ đi lòng vòng là không lòng vòng đâu. Hải Phòng là không lòng vòng, cuối cùng là cần đi lòng vòng thôi. Còn đi cả lạc đường. Đấy. Còn đậu xe là còn bị đuổi nữa. Đấy, anh ơi, Hải Phòng có vậy là không lòng vòng đâu mà còn quá lòng vòng. Đấy, cho nên này, Sơn Hải là đấy là ngày mai sẽ viết bản tự kiểm điểm. Tự kiểm điểm gọi là cái gì nhỉ? Tự kiểm điểm bản thân. Đấy rồi. Cái đấy này không phải là lòng vòng, quá lòng vòng. Em sẽ lại nộp đơn cho anh trai nhé. Nộp đơn. Sau là phải chuẩn ra được vị trí khác. Bây giờ là một bản sáo rất là nổi tiếng trên kênh của A Páo mà không ít ai biết. Đấy, bản sáo này là em sáng tác ra để cho bản thân em, để em phục vụ đồng bào vùng cao Hà Giang để phát triển du lịch thôi. Bản sáo này là em được huy chương vàng toàn quốc năm 2023. Và em tự khởi xướng và em tự trao giải. Đấy, bản sáo hôn đá. Em tự khởi xướng và em tự trao giải. Và em sẵn sàng cho em được giải kim cương luôn. Không phải giải huy chương vàng nữa. Đấy, giải kim cương luôn. Bản sáo hôn đá. Nói về những chàng trai cô gái của vùng cao. Họ thương nhau. Những chàng trai cô gái vùng cao. Dẫu chẳng bán gì anh cũng đi. Dẫu chẳng mua gì anh cũng đến. Chợ phiên là nơi hò hẹn. Ta tìm nhau. Ta gặp nhau, trao gửi lời ước hẹn. Những chàng trai cô gái họ thương nhau, họ yêu nhau như thế nào thì người ta sẽ được trải nghiệm qua tiếng sáo của A Páo. Thank you.
sân hay. Rồi chúc cả nhà một năm mới mạnh khỏe bình an, phát tài phát lộc. Chúc ly rượu đi. Rồi chúc cả nhà một năm mới mạnh khỏe bình an, phát tài phát lộc, mà nhiều lộc quá thì cứ cho A Báo. Để A Báo còn lên vùng cao cho đồng bào. Đấy. À, chúc sức khỏe cả nhà. Mọi người đang bảo A Báo có muốn về xưa bắt vợ không? Ủa? Mình cần gì bắt nó bắt mình nhá chứ. Rồi mình sợ nhất nó bắt mình chứ, mình có đi bắt nó đâu. Nó bắt mình. Đồng ý để gái Hải Phòng bắt không? Hải Phòng không lòng vòng đến đây luôn. Đồng ý để gái Hải Phòng bắt không A Báo? Rồi Hải Phòng không lòng vòng đến đây luôn. Rồi một xe xe đây là nước gì nhỉ? Đây là nước nước sâm đấy. Rồi. Rồi cảm ơn cán bộ rồi. Rồi chúc sức khỏe cả nhà rồi. Đấy, nước sâm ở nhà nhé. A Báo đang có mặt ở quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Đứng cạnh A Báo là một người bạn của A Báo là Sơn Hải. Và đứng cạnh A Báo nữa là anh Lương. Anh Lương là một người anh ở quê hương Nghĩa Bình. Nghĩa Bình, một quê hương mà nằm bên dòng sông Con. Mà dòng sông Con là chi nhánh của dòng sông Lam, quê ta. Thì ba anh em là cùng mảnh đất xứ Nghệ ở Tân Kỳ, Nghệ An là lớn lên, mà bây giờ là cùng là một những người con ở mọi miền của Tổ quốc. Là cả anh là đang công tác ở Hải Phòng, Sơn Hải thì ở Nghệ An ra đây chơi. Đấy, gọi là ra đây chơi. Hôm đi là đi vô nhà anh Thể, anh nghe nói là anh Thể anh có một kho hầm rượu là ngon lắm. Thế mời A Bảo trải nghiệm nhấp một tí, gọi là nhấp môi để trải nghiệm xem rượu có ngon không. Mà có anh Lương ở đây thì không biết là anh Lương là có được uống nhiều rượu của anh thì anh không. Anh Lương là cùng là một người anh của A Bảo là trải nghiệm, là bạn, là một người em của anh thì anh, thì anh có ý kiến chứ không, trước khi mà vô kho rượu anh có cảm xúc gì không khi mà anh em mình gặp nhau? Đây cũng là một trong những người anh mà anh dùng từ là chân thành. Dạ. Trong cuộc sống, nhưng còn lại là cuộc sống thì rất là nhiều điều mà mình cũng có thể nói được. Có nhiều điều mà gọi là cái tình, cái nghĩa để anh em mình gắn kết với nhau trong cuộc sống. Và cũng là một trong những người anh để dìu dắt nhiều điều trong cuộc sống nữa. Em ạ, đấy thì anh cũng chỉ nói. Thì hôm nay là anh Lương cũng là fan hâm mộ cứng của A Báo. Hôm nay ta đang nói dòng Nghệ An, dòng Tân Kỳ, Quế Choa. Phía bên đây là Sơn Hải đấy. Sơn Hải trước khi mà vào khó rượu thì không biết là đã chuẩn bị tinh thần là uống rượu chứ. Đấy, tinh thần uống rượu. Cả nhà trên kênh của A Báo. Hôm nay ba anh em mình về nhà anh Hải ở phòng đấy. Bây giờ là ba anh em cùng đi vô hả? A Báo. Kiếm ba đi. Bây giờ là hai anh em đi vô và cùng anh Lương đi vô khó rượu cả nhà nhé. Rồi em chào anh Thế Anh. Rồi anh Thế Anh. Ôi giời cả nhà ơi. Cứ gặp anh Thế Anh là ai cũng phải gọi anh ấy bằng anh. Bởi vì không thể gọi bằng em được. Đúng anh? Đúng rồi. Ý, thế thì anh là anh. Thế thì kể cả trên hay dưới, em chào anh Thế Anh. Đấy, anh Thế Anh là một người anh của những người anh em ở đây. Đấy. Hôm nay rất là vui em được vào nhà của anh. Thì anh em thấy là hình như không thấy rượu nữa, thấy toàn bia, cũng nên nhìn bình nó to, nó như thế này. Em nghĩ là bình nữa đó. Thế cả nhà, đây là hôm nay là đi tham quan. Đi tham quan là phòng gọi là hầm rượu của anh thầy anh. Anh đây rượu thật anh. Đấy. Đây to cả nhà, to hơn cả người A Báo này. Thế đi này uống cả năm mới hết anh ạ. Rồi. Đấy bây giờ cả đấy, Sơn Hải. Đây là trên A Báo chồng rồi đấy. À đấy, à cái đây là củ cải anh. Củ cải. Ôi, tiên ông trồng củ cải. Rồi đây củ cải này, củ cải ngâm rượu này. Sơn Hải. Đấy rồi cả nhà đấy. Đây đây là củ sâm này. Đấy rồi. Và đây toàn là mai là Kitô Xô này. Đấy. Em không biết, em không biết. Nè nè rồi. Chó to này uống cả năm mới hết. Đấy rồi. Con trai này cầm tu. Được. Rất to cả nhà, rất to cả nhà. Anh không biết cơ duyên nào anh có nghiện rượu không, mà sao lại anh có nhiều kho rượu như thế này? Cứ buồn, cứ xa vợ con hay là mình cứ xuống kho rượu anh? Nào lên đây là xoay rồi. À, xoay đi ngủ.
Đấy, rồi. Bây giờ cả nhà cùng đi một vòng để xem Hải Phòng có lòng vòng không? Để xem là kho rượu của anh Thế Anh nhé. Rồi, phía bên này một bình rất to này. Đây là... Gọi là cái chi rượu anh? Anh Thế Anh? Anh Thế Anh giới thiệu đi. Cái này gọi là gì đây? Đây là cái này là 21 năm. Đã mới được 10 năm rồi. À, cái này 21 năm rồi. Tức là mới được 10 năm. À, chưa mở ra. Mới được 15 chưa mở. Ui giời ơi, chưa mở ra. Mở bên dưới rồi, chưa mở trên này. À, rồi, cái thế thì chắc là ngon lắm anh. Đây. Mà lại đây gọi là rượu gì anh? Đây có sổi. Dạ. Có sổi. À. Có sổi mà có như rượu mình vừa uống, đấy, màu đậm thế. Rượu sôi luôn. Rượu sôi. Cái này cũng gỗ sôi. Cũng gỗ sôi. À, có cái rượu liên quan. Báo uống đây. À. Anh rồi. Uống dưới kia là anh đã khai em uống rượu rồi. Đâu? Ui giời ơi. Anh em uống. À. Anh ấy khai A Báo uống rượu rồi. A Báo được nhấp môi một tí thôi. A Báo tao uống sâm rồi. Đâu mới say được. Cải đi anh. Đây cả nhà ơi, đây rất là nhiều rượu này mà không biết là phải giới thiệu rượu rượu gì trước. Rượu mô cũng thấy đẹp cả. Đây là đi chơi và là anh em mình phải mang chai này và là mắc sai lầm. À, mắc sai lầm, à, đây mắc sai lầm. À, thôi cả nhà để review chai rượu mắc sai lầm. Mắc sai lầm. À, cả nhà đây. Sai lầm của anh đấy. Đấy. Ra ngoài là anh em mình hư tí là phải mang. Cả nhà ơi, đây. Tiếng anh, tiếng anh không biết là đây. Đấy. Đấy. Mắc sai lầm. Cả nhà ơi, A Báo không muốn mắc sai lầm đâu. Đấy. Đây là rượu mắc sai lầm. Đây, đây tiếng Anh. Đây, tiếng... sai lầm của anh. À, sai lầm của anh. À, rồi ôi, con số có 12 sai lầm mà anh. 12 lần sai rồi. 12 lần sai. Mày là 12 lần say. Sai. Đấy. Sai là say. Đấy. Số 12 này. Có nghĩa là 12 lần sai. 12 lần sai nhé. Đấy, chỉ được 12 lần sai thôi, còn 13 lần là không được. Hay. Rượu mắc sai lầm. Rồi ơi, cả nhà ơi, sao quá đẹp nhỉ, rượu này thì cái này là cầm ở bên mà đặt trước A Báo đi vào đấy. À, uống ở Lâm, ở châu Âu. Ở đấy, đúng rồi. À, nhưng mà chưa được cầm chai nào à về cả. Thì nó kiểu gì cũng được một chai. Để mình mắc sai lầm thế. Mắc sai lầm chưa? Rồi chưa. Chưa thì không được. Mày chai nhiều quá rồi. Sai. Cả nhà rượu thì thực sự là rượu nào cũng có một cái ngon riêng. Và để mà review hết cái không gian mà rượu của anh Thế Anh thì chắc là hết đêm đến sáng mai. Đây cả nhà cùng đi cùng A Báo này. Đấy, để ngắm qua một lần. Đây là gì anh? Ngày xưa là anh sai 21 lần rồi. À, xưa sai 21 lần. Ui giời. Cả nhà thế này là sai 21 lần. Sai 21 lần. Đấy. Rodka Stature. Chivac. Em không biết đọc tiếng Anh nhỉ. Sai 20 lần này. Đây là sai 21 lần đấy cả nhà. Đây là rượu Tây nữa anh. Đây là rượu Tây. Rượu Tây. À đây là rượu Tây. Còn mình ở Việt Nam là sang là mình thấy là mình cứ lấy rồi. À rồi, đấy. Đây là rượu Tây đấy cả nhà. Còn rượu ta thì tí nữa hỏi anh thấy anh sau. Tiếp tục ở đây là gì đây? Ô sơ này. Cái rượu này cũng nguy hiểm rồi đấy. Uống vào là chết đấy. À. Sơ re này. Uống vào là quấn lại nhá. À, đây là siren cả nhà ơi, đây. Siren. Siren. Quấn đấy. Siren. Rất là nhiều loại rượu Tây, bởi rượu Tây em ít uống anh ạ. Lâu lâu em thử một tí thôi. Còn rượu này em gặp ở châu Âu rồi. Đấy, gặp ở châu Âu rồi. Chivat. À, Chivat. Mà được uống rượu của nhà anh thấy anh mà không gian. Anh dẫn em sang bên kia không có đỡ lạc đường. Đấy, đây, phía bên này là có cả chị. Đây, bên này. Đây. Anh này. Đường ngâm này, A Báo này. Đây. Rồi. Rồi, cả nhà phía bên này là rất là nhiều rượu này. Uống rượu này như Coca. À, như Coca. À, rượu này nhẹ nhàng. Anh thấy anh là khi mà đã mắc sai lầm nhiều quá, anh chuyển sang uống Coca Cola. Đấy, rượu như Coca Cola. Là tôi yêu Coca. Đấy. Đấy, thế là tên nó lại chuyển hướng đấy. Đấy 100 à? Uống này thọ 100 tuổi. À, uống này thọ 100 tuổi cả nhà xem. Đấy. Mình, uống rượu này thọ 100 tuổi à?
Ừ nhưng mà nó nhẹ nhàng thế thì ai cũng muốn uống nhỉ. Thế thì em cầm một chai đã. Rồi. Đây. Đấy. Đấy, bây giờ là mình đi ra ở đây để mình thử một tí nha. Review tin từ nãy anh thấy anh vào đây rồi. Anh sao xấu hổ phải không? Bây giờ là mình ở đây để thử một cái này hai. Một một là mắc sai lầm, hai là cả nhà cùng trải nghiệm nhá. Trải nghiệm anh vào đây, anh vào đây. Rồi rồi, anh ấy. Rồi cả nhà cùng cùng uống một tí nha. Đây đây là rượu mắc sai lầm hay là rượu gì đấy? Thọ trăm tuổi. Thọ trăm tuổi, đấy đấy. Có nghĩa là rượu này là không có nồng độ này. Và rượu này là thọ trăm tuổi. Đấy. Em mời các anh, Các anh vào đây, rồi rồi. Rồi, mắc sai lầm. Cái này không phải là mắc sai lầm mà cái này là uống như Coca-Cola. Đấy, uống nhẹ nhẹ. Em chúc sức khỏe các anh nhé. Cả nhà ơi, hôm nay là uống rượu này là uống nhẹ nhàng, không phải là rượu có nồng độ mà. Cái này như uống Coca-Cola đúng không? Coca-Cola là tôi với cô ta là thọ trăm tuổi. À, uống cái này thọ trăm tuổi. Hôm nào áp áo ở công nhà, là anh chị em mình cũng làm một chuyến. Rồi, rồi áp áo xin được kính mời cả nhà được uống trải nghiệm rượu, rượu 100 tuổi xem nào. Rượu uống thọ 100 tuổi à? Không, uống không biết là có đến 100 tuổi không nhỉ? Chứ mình cứ trải nghiệm đó nhỉ? Thọ à, nhẹ nhàng ấy, nhẹ nhàng đúng như Coca-Cola. Cái này uống không có nồng độ. Đúng rồi. Cái này thọ trăm tuổi mà. À, rồi. Thế thì uống như này này còn lâu mới say nhỉ? Thế mới thọ. Không say được. Đúng rồi. Em uống cả cốc luôn. Cứ nhẹ nhàng cả nhà cùng trải nghiệm cùng áp áo nhé. Rồi. Đấy rồi. Cái này là mình uống hết cốc luôn cũng được. Nhưng mà mình giữ kẽ mình uống một nửa thôi. Luôn. Rồi mình làm một nửa thôi cả nhà. Rượu rất ngon. À, còn nó có một tí là vị chát. Có một tí là hơi nồng một tí nhưng mà rất là thơm và khi mà uống vào thì nó cảm giác rất là không phải là như các loại rượu khác mà nó thấm từ từ. Đó là thọ 100 tuổi. Cái này đấy. Tí nữa là còn tặng áo báo mà cái mắc sai lầm là từ giờ đến mai kiểu gì cũng mắc 12 sai lầm. 12 sai lầm. Nhưng mà đấy. Mang cái này về để thọ trăm tuổi. Cái rượu mắc sai lầm thì mình sẽ uống trước, sau đó mình sẽ uống Coca-Cola để nó thọ trăm tuổi. Không, có nghĩa là mình sẽ hạn chế mắc sai lầm. Đấy, cái chai rượu này hạn chế mắc sai lầm rồi mình dùng cái này. Đấy cả nhà nha, rồi chúc sức khỏe cả nhà. Rồi sai uống cái này chắc uống đến sáng mai. Rồi cảm ơn rất nhiều nhé, hôm nay được trải nghiệm ở kho rượu của anh thấy anh thì thực sự là rất là ngon. Tặng em cái mắc sai lầm trước. À, anh ấy còn tặng áp áo chai rượu mắc sai lầm trước. Cái này để làm sao mà thọ trăm tuổi là anh em mình còn mắc sai lầm. Có nghĩa là thọ trăm tuổi để uống cái này. Đỡ mắc sai lầm. À, rồi, nhưng mà uống chắc là chỉ mắc sai lầm 12 lần thôi. Thế thôi, sao mình mới dùng cái này. Là mình là dùng cái này. Rồi, cả nhà ơi, chương trình là trải nghiệm rượu, kho rượu của anh thấy anh này. Chắc là sẽ phải tạm dừng ở đây đâu bởi vì là mình cũng muộn rồi nha. Mà bây giờ là nhiều rượu thế này mà mình cứ uống mỗi chai một ít thì chắc là say mất. Thì hôm nay là đang ở Hải Phòng không lòng vòng, anh đấy là tặng cho áp áo mắc sai lầm luôn. Mà tặng cho 100 tuổi đó. Đấy, mắc sai lầm. Anh sẽ tặng áp áo một đoạn mắc sai lầm của anh. Của em, bên đấy nhá. Anh hát mộc mạc thôi, không phải nhạo đâu. Không phải nhạo, anh hát chuẩn luôn. Hát mộc. Sao lại là cái gì rồi? Đó, chứ nó qua. Còn cả. Tí đấy. Ôi dồi ôi, anh ấy còn hát tặng áp áo nữa. Yêu cả nhà phí đấy. Không yêu. Không phải. Quá rồi. Không kể cả đó. Bài hát nhạc trẻ cả nhà ơi. Bài hát nhạc trẻ. Hình như nó chữ nó chạy rồi anh nhá, anh chưa hát kịp thôi. Nó đi trước rồi. Rồi đúng đoạn quen đã. Ừ. Đúng rồi, chỗ cô bé quen đã. Có chưa có đúng nhỉ? Phải không nhầm. Nhầm được anh, đấy. Thôi đoạn này thì thôi nhỉ. Rồi. Mình anh có tí ở đây anh hát thêm một đoạn nữa. Đây. Đúng rồi, đúng rồi.
Thôi, anh á, đoạn này là nhạc bản quyền A Báo không quay đâu. Bây giờ đoạn này không quay nhá. Rồi. Anh cứ hát tặng thôi. Anh hát tặng mà. Rồi. Anh từng oán trách em rất nhiều, sao ngày ấy bỏ anh trong cô liêu. Anh từng nói với em rất nặng lời, sao ngày ấy để anh ôm chơi vơi. Giờ lớn hơn anh mới hiểu, ai cũng muốn cuộc sống không lo toan. Vì lúc ấy anh quá nghèo, em nào dám gửi phận cho anh mang. Sai lầm lớn nhất anh mang trong cuộc đời là đánh mất em khi anh tuổi 20, là muốn ấp ôm em theo cả cuộc đời mà bản thân anh còn chưa lo được nỗi. Giờ đây anh đã qua những lúc em cần rồi, chỉ không có em nên anh đau đầu thôi. Người không dám tin tương lai anh thay đổi, sợ theo bước anh em sẽ đớn đau cuộc đời. Sai lầm của anh, đó là một bài sai lầm rất của anh đấy. Thế thì thôi thì hôm nay theo được một đoạn này, nghĩa là để tặng A Báo, và hôm nay anh sẽ gửi cái link của bạn sẽ hát một bài thu âm đoàn hoàng tặng cho A Báo. Một trăm bài từ lớn ra nhá. Ok. Để. Từ. À, cả nhà thân mến, thì hôm nay là được nghe ca khúc là Sai Lầm của anh thì mới hiểu ra đúng là anh quá sai lầm, bởi vì là anh ấy ngày xưa là đúng là một cuộc đời của mỗi một con người khi mà đã mắc sai lầm là bị mất em ở trong cái tuổi 20, mà muốn ôm ấp em đến tuổi 20 nhưng mà không thể ôm ấp, không giữ được em, bởi vì là khi đó là mình còn là sinh viên rất là nghèo và mình chưa có chỗ đứng ở trong xã hội, và mình chưa có, thực sự là mình chưa có tiền và mình chưa có một cái gì đó để giữ được níu chân em, cho nên là anh mới bị mắc sai lầm là bị đánh mất em ở tuổi 18, và đến bây giờ anh đã có tất cả ở trên cuộc đời này rồi nhưng mà không có em mà thôi, và anh đau đầu, rất đau đầu, bởi vì là không còn em ở trong cuộc đời của anh, mà khi những cuộc chặng đường, những hành trình cuộc đời của anh là anh chỉ thiếu em thôi. Đúng. Còn bây giờ anh không thiếu gì cả, chỉ thiếu em thôi, đúng không? Ừ. Cù sắn cù khoai môi chạt mặn, thương anh rồi nhớ đời nghe em. Cứ chiều về cánh cò lội bên sông, cô lái đò xưa nay tròn 18. Bao năm tháng trôi qua, bao mùa xuân chờ đợi, rằng anh không về năm tháng đời chờ mong, rằng anh nọ về bên em. Ơi cô vì anh trao mùa xuân anh trở lại, em sang sông lấy chồng bỏ mặc bến đỏ xưa, quên câu thương câu chờ lỡ hẹn người ơi. Nắng chiều về sao diêu gọi trăng lên, tiếng hò gọi em cô lái đò ngày ơi. Anh nhớ cùng em trên con đê nhỏ, trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau, anh trở về tìm lại đò xưa. Núi Hồng ơi, trách chi đò lỡ duyên tình, người ơi thương nhớ nên anh đi tìm câu vì sống. Cả cuộc đời của A Báo cũng mắc sai lầm. Sai lầm là bởi vì là trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau, huống hồ gì anh em không thương nhau, huống hồ gì em không thương anh không thương em. Và A Báo cũng mắc sai lầm là khi mà lỡ chuyến đò chiều của một người
gọi là một kiều nữ của xứ Nghệ, mà đến khi mà A Páo quay lại rồi thì cô gái đã đi lấy chồng. Đó là sai lầm của em. Không biết là chắc chắn là lần đầu tiên của em. Anh nghĩ đó là cô gái bây giờ chính là vợ em thì phải nhỉ? À, cô gái bây giờ lại không phải là vợ em. Đấy, không phải là vợ em. Cô gái Lào, lỡ rồi. Đấy, cả nhà thì hôm nay thì là rất là vui. À, anh ấy có một sai lầm của anh đấy đã thổ lộ cho A Páo. Và A Páo cũng là thổ lộ với cả nhà là củ sắn, củ khoai của A Páo là A Páo cũng mắc sai lầm cho nên lỡ hẹn. Đấy, lỡ hẹn là không về được với cô gái đã lỡ và cô gái phải sang chuyến đò và đã đi lấy chồng. Cho nên là trên cánh đồng tôm cá còn thương nhau, huống hồ gì anh em mình không thương nhau. Đấy, cho nên khi mà mình trọn vẹn tất cả rồi thì mình quay trở lại mình tìm chuyến đò xưa, tìm lại những khoảnh khắc của ngày xưa của những chàng trai cô gái thương nhau mà không đến được với nhau. Đó là những kỷ niệm, những hồi ức rất là đẹp. Thì hôm nay là được trải nghiệm là được là mắc sai lầm của anh Thế Anh và cũng được nghe câu chuyện tình của một người anh Tân mà gọi là anh quê ở Thanh Hóa, anh chuyên bên nước mắm. Thì ngày mai là sẽ đi trải nghiệm nước mắm với rau má của anh Tân. Hôm nay là chỉ trải nghiệm rượu của anh Thế Anh thôi. Và sau đây A Páo xin phép được khép lại video đây. Video này là A Páo quay lại để ghi lại những khoảnh khắc của tình cảm của những người anh em, của những người miền quê xứ Nghệ, những người con của mảnh đất Hải Phòng. Thì hôm nay là được trải nghiệm rượu mắc sai lầm của anh Thế Anh này và trải nghiệm rượu uống 100 tuổi này. Đấy, uống rất là khỏe, uống không có nồng độ luôn. Đấy. Thì uống thọ 100 tuổi thì chưa biết, nhưng mà mình cứ uống đến khi nào mà mình không uống được nữa thì thôi. Thì hôm nay rất là vui được em xin được chúc anh Thế Anh lúc nào cũng mạnh khỏe vui tươi. Đấy, và xin được chúc đại gia đình anh Thế Anh một năm mới mạnh khỏe, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, phát tài phát lộc. Nhiều lộc quá thì cứ gửi cho em để A Páo lên vùng cao có thể chia sẻ với những đồng bào vùng cao có những hoàn cảnh khó khăn. Đấy, chúc sức khỏe anh và chúc sức khỏe các anh. Rồi bây giờ là A Páo với các anh là làm một kiểu ảnh kỷ niệm bằng tuổi nhau và chụp với A Páo. Rồi thế có thể nhờ các anh chụp cho A Páo với Sơn Hải vào đấy. Đây. Sơn Hải sang bên kia đấy, đứng cạnh Sơn Hải. Chắc là hiện tại là Sơn Hải chưa có người thương, chưa có người yêu, vẫn là chàng trai ngây thơ, chàng trai Tân. Đấy. Rồi chúc sức khỏe cả nhà. Rồi cả nhà like một cái nhỉ. Rồi. Rồi 1 2 3 nào. 1 2 3 nào. Chúng đẹp nhé. 1 2 3 cười nhá. 1 2 3. Ok. Ôi, nên phải cầm chai mắc sai lầm lên chứ nhỉ. Rồi, đây. Anh cầm một chai, em cầm một chai. Đây, rồi. Rồi, 1 2 3 nào. Đấy, rồi. Rồi 1 2 3 rồi. Yêu bên nào. Là 1 2 3. 1 2 3 nào. Rồi. Rồi. Xong rồi, bây giờ anh em mình ngồi nhỉ. Thank you.
Sáo Hồn Đá. Bản sáo này đã được huy chương vàng toàn quốc năm 2023 do chương trình A Páo tự sướng. A Páo tự tổ chức chương trình sáng tác bản sáo, những bản sáo vùng cao hay nhất và được phát trên truyền hình của kênh của A Páo. Và A Páo tự trao giải cho mình là huy chương vàng toàn quốc năm 2023. A Páo tự trao giải luôn. Và tự khởi sướng. Và A Páo tự ký luôn. Mình tự ký cho mình được một bản sáo. Và không phải ai chấm cả, mình tự chấm là được rồi. Đấy, mình tự thấy là mình tự thành công và mình tự thấy là mình tự trao cho mình một giải, có giải đặc biệt đi. Để mình gửi tới, đặc biệt là gửi tới cho đồng bào vùng cao Hà Giang. Và mình không phải thi với ai cả, mình phải thi với chính của mình. Mình phải vượt lên, cảm nhận được bản sáo của mình. Và rất may mắn là bản sáo của A Páo được rất là nhiều khán thính giả trên kênh của A Páo là rất là yêu mến. Và không chờ đợi mọi người đánh giá bản sáo Hồn Đá nữa, mà A Páo tự đánh giá và A Páo tự cho A Páo là giải gọi là huy chương vàng toàn quốc năm 2023 trên kênh của A Páo. Đấy, em cảm ơn tất cả các anh đã lắng nghe bản sáo Hồn Đá của A Páo. Mong sau A Páo sáng tác nhiều bản sáo đấy. Rồi, mùa say, cảm ơn cả nhà.